rồi tiếp tục bắt đầu để mà đi về để view cà phê. Anh phóng viên Lâm Hùng và anh Kiên Civic dẫn đầu trưởng đoàn. Và xin mời các bạn chuẩn bị nhìn lại hết quang cảnh và tòa nhà landmark để mà chúng tôi bắt đầu bước vào trong. Đây là quang cảnh bên dưới. Đây, các bạn phải nhìn lên phía trên tòa nhà này. Rất là cao, tôi nhìn chóng mắt luôn. Và tôi sẽ đi theo hai anh phóng viên. Đây là bên trong phòng lễ tân. Đúng rồi, cam nó không chịu được. Không phải tạm dừng là lúc nào nhỉ? Tạm dừng là lúc nào nhỉ? Không, tí nữa quay tiếp. Quay tới tất là vì cho nó đời ra. Cứ để đấy, tự cắn được đi. 18 rồi ạ. Tao siêu tóc à? Đây, đây anh đang ở tầng 18. Đây là đứng ở tầng tòa thứ 48. Đây chứ, anh em cùng nhìn xuống cảnh Sài Gòn. Ở bên kia là Thủ Thiêm mà cô. Bên Nhật Rồng đấy. Sông Sài Gòn này. Đây bên Nhật Rồng này chứ chẳng. Phải kẻ hết lại được. Không phải. Ở bên kia mới là ở chứ đúng không? Lên tiếp đúng không? Vẫn tầng 48 này. Đấy, mình không có thể. Nhưng tôi không có thể. Bắn vào đấy.
Tàu từ tầng 18 đi đấy. Tức là ở trong này mình cảm giác không có cảm giác thang máy đi di chuyển rất nhanh. Đây công nghệ nha. Thế nào cũng này được làm sao. Ủa tải 69 đấy. Chiến sĩ Vinh, anh biết thì công nghệ nên anh rất nhanh nhẹn được điện thương máy. Ủa cái tài. Thế nơi đấy. 75 à? 75. Ok. Đứng đây là phải quay máy xuống ấy. Rồi là đây chúng tôi sẽ ngồi để thưởng thức cà phê trên này. Tại địa điểm này. Anh ngồi ngoài. Ui. Đây là menu của quán cà phê. Bắc Kiên uống gì Bắc Kiên ơi? Quán tiếng Anh, tôi không biết tiếng Anh đâu. Anh muốn đọc nào đâu. Rồi cứ chỉ đại chứ. Gọi cho tôi cái gì nó dễ uống nhất là được. Thức tài. Có cần này mua gì không? Có sơ tinh không? Gọi cho tôi trà sơ tinh. Cũng không trà đá nữa. Ờ, chúng tôi để liên hệ với nhân viên mặt đất. Bác Kiên ơi, có ăn uống gì không đấy? Kia là tòa nhà gì nhỉ? Tòa này là tòa Landmark 81. Một trong những tòa nhà cao nhất Đông Nam Á. Tôi đã biết rồi. Giới thiệu anh em là tòa nhà Landmark 81 rồi. Uống gì anh Kiên ơi? Giám đốc uống gì để em chào luôn. Hai ngày có phải lên này nhưng không biết chữ, không biết gọi gì. Gọi đi. Gọi cho tôi, ông uống gì gọi tôi cái này. Tức là tôi đã có trà đá, được trà chanh càng tốt. Để tôi đi khảo sát một vòng. Gọi người đi ưng giường trước. Cắn đã. Không biết quên mồm, cứ gọi cái ưng giường dễ nhá.
Đây, đây là sông Sài Gòn các bạn nhé. Đây là con sông Sài Gòn bên phải.